Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay 22 tháng 11, mưa giảm dần tại khu vực Nam Trung Bộ nhưng lại mở rộng ra từ các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình và sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Dự báo từ trong ngày và đêm nay, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn nhất tập trung tại các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến 19 giờ ngày 22 tháng 11 từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nam Bộ thời gian này mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Bình Định đến Bình Thuận và Tây Nguyên mưa giảm về cường độ với tổng lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Dự báo từ 23 tháng 11 mưa lớn sẽ giảm ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ, tuy nhiên lại mở rộng ra các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình. Dự báo từ 23 đến 24 tháng 11 khu vực này có mưa vừa mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 150mm. Do mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.